Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức chọn lọc. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất hàng ngày. Gu He Sun An Che win khẩu chiến trên MXS, Song He Kyo Han Ji Min xinh đẹp dạng người, những trạng thái của Song He Kyo, An Che win, Song He Kyo và Han Ji Min thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Mới đây, những bài đăng của An Che win và Gu He Sun trên mạng xã hội Instagram am đã tập trung sự chú ý từ cư dân mạng. Trở lại ngày 7 tháng 7, An đã đăng tải một bức ảnh chụp màn hình điện thoại ca khúc lớp Yourself của Justin Bieber kèm theo chú thích ngủ ngon nha. Trong đó, bài dung bài hát như sau. Và anh không bao giờ thích thừa nhận rằng mình đã sai. Anh đã bị cuốn vào công việc của mình, không thấy được những gì đang diễn ra, nhưng giờ anh đã biết tốt hơn là anh nên ngủ một mình. Bởi vì nếu em yêu vẻ bề ngoài của mình nhiều như vậy, thì em ơi, em nên đi yêu chính bản thân mình đi. Một ngày sau đó, Gu He Sun đáp trả lại bài đăng của An Che Huynh với hình selfie mới, trong ảnh công khai, nữ diễn viên vườn sao băng khoe đôi mắt tròn long lanh. Và tuyên bố cô là một người muốn tìm kiếm sự chú ý, và mong muốn, được yêu thương, tôi muốn tìm kiếm sự chú ý, yêu tôi. Một lần nữa, cư dân mạng đã nhanh chóng chỉ trích Gu He Sun, và cho, rằng tinh thần cô không ổn định. Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi. Vì điều này gạch dưới gạch dưới tại sao một người xinh đẹp như vậy lại trở thành kẻ tâm thần. Đầu tiên là thoát khỏi Instagram và thực hiện các phương pháp điều trị tâm lý, đó là cách duy nhất để chị sống sốt. Trước tiên hãy đến một phòng khám tâm thần và nhận sự giúp đỡ từ bác sĩ, tính cách của bạn là quan trọng nhất khi kết hôn. Trong khi đó, Song Hye và Han Ji Min đã chia sẻ một hình ảnh số mới lên mạng xã hội Instagram và cũng thu hút được nhiều sự chú ý từ công chúng. Song Hye Kyo khoe vẻ đẹp xinh xắn như búp bê với làn da mật ong sang trọng, đặc biệt những điểm nhấn hình ngôi sao lấp lánh trên mắt khiến nhiều người nhớ tới ánh hào quang nữ thần, ngoài ra, xương hàm thon với sống mũi thẳng của cô phải, khiến nhiều người phải ghen tị, mặt khác, song He Kyo, đã tặng 10.000 bản sách hướng dẫn tiếng Hàn, vào tháng 10 năm ngoái, hiện tại, cô ấy, đang nghỉ ngơi, và xem xét trở lại với dự án tiếp theo. Mặc, dù, đã bước sang tuổi 38. Han Ji Min vẫn khiến nhiều người phải ghen tị khi sở hữu gương mặt mộc trẻ trung, xinh xắn. Trong bức ảnh công khai, nữ diễn viên mỉm cười hạnh phúc khi cậu cháu trai Roha hôn lên má. Bên cạnh đó, cô ấy cũng đăng tải ảnh chụp xe tải cà phê do chị đại Kim He Su gửi tặng. Cổ vũ Han Ji Min trong phim điện ảnh Joshi. Theo dõi Sao Star để cập nhật thêm thông tin mới. Xin hãy để lại ý kiến về giọng đọc của tôi, tôi sẽ tiếp thu ạ. À. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên bấm like và đăng ký kênh hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo